người mạnh nhất trong thế giới phù thủy xông vào đánh nhau. Một người là hiệu trưởng Dumbledore, đại diện cho chính nghĩa. Người kia là Grindelwald, sẵn sàng giết hại dân thường để đạt được tham vọng làm bá chủ của mình. Cuộc chiến kinh thiên động địa của giới phù thủy diễn ra, ai sẽ là người chiến thắng thì anh em hãy cùng mà tìm hiểu trong bộ phim Sinh vật huyền bí, những bí mật của Dumbledore nha. Tại một nhà hàng, Grindelwald hẹn gặp Albus Dumbledore. Grindelwald nói rằng hắn sẽ bất chấp tất cả để thực hiện kế hoạch của mình. Câu chuyện nhanh chóng kết thúc, không gian xung quanh bốc cháy, Dumbledore biến trở lại ngôi nhà của mình. Trong khi đó, nhà sinh vật học huyền bí Newt Scamander nhận lệnh của Dumbledore đi tìm kỳ lân. Chúng là sinh vật có thể nhìn thấu lòng người, tốt bụng hay xấu xa chúng đều có thể cảm nhận được. Newt tìm tới nơi kỳ lân mẹ chuẩn bị sinh con, chẳng mấy chốc mà một chú kỳ lân con đáng yêu đã ra đời. Newt đang mở vali cho kỳ lân con vào, bỗng một đám phù thủy tới giết chết kỳ lân mẹ. Newt biết mình không đánh lại được nên ôm kỳ lân con chạy trốn. Trước sự truy đuổi gắt gao của đám phù thủy, Newt không may bị đánh trúng và ngã xuống thác nước. Anh bất lực nhìn đám người xấu xa kia mang kỳ lân con đi. Newt quay lại chỗ kỳ lân mẹ đang nằm thoi thóp, một chú kỳ lân con khác xuất hiện. Hóa ra kỳ lân thường sinh đôi là có thật. Newt nằm ôm kỳ lân con một lúc rồi ngất đi. Con thú mỏ vịt gọi một con chim có đuôi tới giúp. Nó dùng đuôi cuốn lấy Newt, sau đó phình to cái bụng để biến thành một đôi cánh bay đi. Tại Newmington nước Áo, đám phù thủy lấy cắp kỳ lân con đã mang nó về cho Grindelwald. Kỳ lân con nhìn thấu tâm địa xấu xa của nó nên không nghe lời. Grindelwald thẳng tay cắt cổ chú kỳ lân bé nhỏ, máu kỳ lân chảy trên mặt đất. Grindelwald có thể nhìn thấy tương lai, hắn sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc chiến. Trở lại với Newt, anh cùng anh trai Theseus Scamander đang làm ở bộ phép thuật tìm gặp Dumbledore. Tại đây, Dumbledore kể rằng ông đã từng lập lời thề máu với Grindelwald. Điều đó có nghĩa là Dumbledore sẽ không thể đánh nhau với hắn, thậm chí suy nghĩ phản bội cũng không được. Khi đó, sợi dây chuyền chứa lời thề máu sẽ siết chặt vào cơ thể khiến Dumbledore đau đớn tột cùng. Ở một diễn biến khác, anh béo Jacob gặp lại Queenie trong tiệm bánh của mình. Hai người ôm chầm lấy nhau nhưng đó chỉ là ảo giác của Jacob mà thôi. Ở bên kia đường, giáo sư Ulala đang ngồi đọc sách thì bị ba tên côn đồ tới bắt nạt. Jacob với bản chất tốt bụng đã cầm chảo xông ra giúp đỡ. Bọn kia thấy vậy không ngán mà định tẩn cho Jacob một trận. Giáo sư Ulala nhanh tay dùng đũa thần khiến một tên như bị điện giật ngã lăn xuống đường. Thật ra không hề có đám du cô nào ở đây cả, đó là Stanley, anh họ của giáo sư Ulali và cũng là một phù thủy. Đây là kế hoạch để Ulali tiếp cận Jacob mà thôi. Giáo sư cố gắng thuyết phục Jacob nhập hội chống lại Grindelwald, còn Jacob từ chối và nói rằng mình chỉ là một người tầm thường và là một tên ngốc. Ulali không nghĩ vậy, cô biết tấm lòng bao dung và dũng cảm của Jacob nên ra sức thuyết phục. Sau một hồi suy nghĩ, Jacob đã lung lay và quyết định tham gia. Ulali sử dụng một cuốn sách phép giúp họ dịch chuyển tới khoang tàu hỏa, nơi Newt đang đợi. Sau khi giới thiệu các bạn đồng hành, Newt bắt đầu phát biểu. Hiện tại, Grindelwald đã có khả năng nhìn thấy các mảnh vụn tương lai, do đó hắn có thể đoán trước được những việc họ sẽ làm. Để khắc chế điều này, cần phải đánh lạc hướng hắn, sẽ không có kế hoạch hoặc nhiều kế hoạch chồng chéo lên nhau khiến hắn bị rối. Nói xong, Newt đưa cho Jacob một cây đũa làm bằng gỗ rắn từ thầy Dumbledore. Đoàn tàu tới trạm dừng, Panty cầm vali có kỳ lân con của Newt, Joseph Kama cũng rời đi và cả đội chia ra hành động. Panty đi tới một cửa hàng, đề nghị ông chủ nhân bản cho mình chiếc vali này. Cô nói dối rằng chồng mình hay quên nên cần nhiều hơn một cái. Ông chủ hỏi cô cần bao nhiêu, Panty nói cần 6 cái và phải làm xong trong 2 ngày. Nói rồi cô cầm vali rời đi. Joseph Kama lại tới căn cứ của Grindelwald. Queenie kể cho hắn nghe rằng Joseph Kama đổ lỗi cho Grindelwald về cái chết của em gái, mặc dù vẫn luôn tin hắn. Grindelwald dùng đũa thần giải ký ức về em gái cho Joseph Kama. Xong việc, anh đi theo hắn ta. Đội của Newt đi xuyên qua một bức tường để tới bộ pháp thuật Đức. Lệnh truy nã Grindelwald được dán khắp nơi. Họ tiến vào trong nhà. Newt gặp Helvogel để truyền lời từ thầy Dumbledore. Thầy ấy bảo rằng Helvogel hãy làm điều đúng đắn, đừng làm điều dễ dàng. Có vẻ như thầy Dumbledore đã tin nhầm người, hắn ta là gián điệp của Grindelwald. Ngay sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, Helvogel đã tuyên bố miễn hết tội trạng cho Grindelwald. Giờ đây, hắn có thể đứng ra tranh cử vị trí lãnh đạo thế giới phù thủy cùng với Lutau và Vincia Santos. Những người có mặt ở đó rất bức xúc vì Grindelwald được tha tội mà không làm gì được. Theseus Scamander định bắt đám người đó lại thì bị một tên phía sau đánh gục. Newt cùng đồng đội đành phải rời đi. Minerva tới báo tin cho Dumbledore về chuyện Grindelwald được tha. Anh trai của Dumbledore đứng trước gương với lời nhắn bí ẩn. Đó là lời nhắn của Credence Bebon, con trai ngoài giá thú của ông ấy. Grindelwald lợi dụng quá khứ đau khổ của Credence để biến anh ta thành công cụ tiêu diệt Dumbledore. Newt, Jacob và Ulali tới trụ sở bộ pháp thuật Đức để hỏi tại sao lại bắt Theseus trong khi anh ấy là trưởng phòng thần sáng Anh. Jacob nhận ra một trong số tên đó, họ đi theo nhưng bị một cánh cửa chặn lại.
Ở bên ngoài, một chiếc găng tay gọi ba người tới chỗ thầy Dumbledore đang đợi. Thầy bảo rằng Theseus đã bị đưa đến nhà tù Estac. Dumbledore đưa cho Newt một số giấy tờ rồi tất cả đi xuyên qua tường ra bên ngoài. Newt hỏi về cái vali, Dumbledore bảo nó vẫn được ở nơi an toàn. Trên đường, Credence đang tìm cách tấn công thầy Dumbledore. Một con phượng hoàng bay qua mặt đất liền nứt ra. Credence dùng pháp thuật phá hủy những ngôi nhà ven đường để tấn công Dumbledore. Mặc dù Credence khá mạnh nhưng không thể chiến đấu tay đôi với Dumbledore được. Rất nhanh, hắn đã bị Dumbledore khống chế và đưa vào chiều không gian khác. Credence phải sống trong cảnh cô đơn và đau khổ. Anh còn bị Grindelwald tẩy não rằng gia tộc Dumbledore bỏ rơi mình. Dumbledore nói rằng đó chỉ là lời nói dối của Grindelwald rồi dùng một chiêu xuất hồn của Credence ra ngoài. Dumbledore thấy thương thằng cháu ruột bởi linh hồn của nó là sự cô độc và thù hận. Cả đời chỉ có Phượng Hoàng làm bạn. Ông xin lỗi vì những nỗi đau mà Credence phải trải qua rồi đưa thằng cháu đáng thương trở về hiện tại. Trong khi đó, Newt theo chỉ dẫn của thầy Dumbledore đã tới được nhà thù Estard. Tên quản ngục tịch thu đũa thần và nhốt hai con thú cưng của Newt lại mới cho anh vào trong. Newt cầm theo đèn đom đóm tiến vào ngục thì gặp những con bọ cạp kỳ lạ. Anh ngay lập tức tạo dáng và bọn chúng cũng bắt chước làm theo. Newt di chuyển như cua tới chỗ anh trai đang bị trói. Một cái đuôi siêu to khổng lồ tiến tới đánh hơi Newt. Tên tù nhân bên cạnh hét lớn. Một cái đuôi bọ cạp còn siêu to khổng lồ hơn cái nãy xông tới giết hắn, rồi ném xác cho đám bọ cạp con ăn. Newt cởi trói cho anh trai rồi ra hiệu gọi hai con thú cưng tới. Con bọ cây mở khóa tìm cách lấy đũa thần đi. Con thú mỏ vịt lấy trộm cà vạt của quản ngục nhưng không may làm hắn ngã bất tỉnh. Vốn tính tham lam nên cho dù bạn mình có rơi từ trên cao xuống, nó vẫn mặc kệ mà tranh thủ lấy mấy đồng tiền vàng. Theseus không may dẫm phải một con bọ cạp con khiến con to nổi giận. Cái đuôi của nó phóng ra dung nham làm hai anh em chạy một phọt cả dám ra quần. Theseus bị nó bắt được nhưng Newt kịp giữ được anh. Con thú mỏ vịt cõng theo bạn mang đũa phép tới. Newt nhanh tay làm phép để tất cả dịch chuyển tới trường Hogwarts. Trước đó, Jacob và Eulalie tới một bữa tiệc. Jacob rút cây đũa phép giả chĩa thẳng vào người của Grindelwald. Eulalie làm phép biến ra đám mây đen khiến mọi người tin rằng Jacob đang dùng phép thuật để giết Grindelwald. Người của bộ pháp thuật tới, Eulalie dùng sách phép để kịp thời cứu Jacob đi. Bây giờ họ cùng gặp lại nhau tại trường Hogwarts. Eulalie đưa cho Newt tờ báo về vụ Jacob cố gắng giết một phù thủy. Thầy Dumbledore xuất hiện. Eulalie nói rằng Grindelwald đã được phép ứng cử vào vị trí lãnh đạo. Dumbledore kể cho mọi người nghe về nơi diễn ra lễ bầu cử. Nếu Grindelwald thắng cử, hắn sẽ tạo ra một cuộc chiến với dân Muggle, những con người bình thường không có phép thuật. Cuộc bầu chọn này cần có kỳ lân vì chúng có thể nhìn thấu con người. Kỳ lân sẽ quỳ gối trước người thật sự lương thiện và họ sẽ là người lãnh đạo. Hắn giao nhiệm vụ cho Joshua Kama rồi đưa con kỳ lân đã chết xuống hồ nước. Grindelwald đọc thần chú hồi sinh cho kỳ lân và xóa luôn ký ức về việc hắn đã giết nó. Sau khi biết vẫn còn một con kỳ lân con khác, Grindelwald sai Credence đi bắt nó về. Tại trường Hogwarts, Punchy đã mang những chiếc vali được nhân bản về, mỗi người giữ một cái. Dumbledore dẫn theo Jacob, những người còn lại lần lượt xách vali đi theo. Họ trà trộn vào dân chúng để tìm đường tới nơi diễn ra buổi bầu cử. Người của Grindelwald có mặt ở khắp nơi để ngăn chặn đội của Newt. Eulalie và Theseus đánh bại được mấy đám nhưng vẫn bị bắt. Bọn chúng mở hai cái vali ra nhưng không thấy kỳ lân đâu, mà đó là một cái bẫy. Đám người xấu bị phép thuật của Eulalie đánh cho tơi tả. Jacob đánh bại hai tên giải cứu cho Newt, sau đó anh tới nơi gặp lại Queenie. Cả hai bị người của Grindelwald bắt lại. Newt cũng tới nơi nhưng bị đánh ngất để lấy vali đi. Anh chàng da đen Joshua Kama không nghe theo Grindelwald mà quay lại đánh người của ông ta để giải cứu cho Eulalie và Theseus. Buổi bầu cử bắt đầu, con kỳ lân đi lướt qua Vicentia và Liu Chao rồi quỳ xuống dưới chân Grindelwald. Newt bị lừa lấy chiếc vali giả thẫn thờ bước tới. Jacob bị Grindelwald trừng phạt vì định ám sát ông ta. Đúng lúc ấy, Vicentia hóa giải phép thuật cho Jacob. Credence xuất hiện vạch trần toàn bộ việc xấu xa mà Grindelwald đã làm. Chính hắn đã giết kỳ lân con, sau đó hồi sinh và yểm bùa nó để được thắng cử. Trong khi Grindelwald đang thanh minh thì Punchy mang vali có kỳ lân con tới. Buổi bầu cử được thực hiện lại. Kỳ lân con đi lướt qua Grindelwald rồi dừng lại và quỳ dưới chân Dumbledore. Ông không nhận chức vị lãnh đạo mà nói có người khác xứng đáng hơn. Kỳ lân con đứng dậy đi tới chỗ Vicentia và quỳ xuống. Grindelwald cay cú đánh Credence thì bị hai anh em Dumbledore chặn lại. Sợi dây chuyền mang lời thề máu trên người Dumbledore bị phá bỏ. Grindelwald và Dumbledore đánh nhau tới chiều không gian khác. Cách để phá bỏ lời thề máu là cả hai phải đối đầu trực tiếp với nhau. Grindelwald và Dumbledore đại diện cho chính nghĩa và tà ác giao chiến kịch liệt. Đánh nhau hồi lâu vẫn không phân thắng bại, hai người trở về hiện tại. Một mình Grindelwald không thể chống lại số đông nên hắn chọn cách chạy trốn để thoát thân. Sau sự việc này, anh trai của Dumbledore đã nhận Credence làm con. Jacob được thầy Dumbledore tặng cho cây đũa thần. Hạnh phúc của Jacob còn nhiều hơn thế khi anh có thể cưới người mình yêu là cô gái Queenie xinh đẹp.
Bộ phim đến đây là hết rồi. Anh em thấy hay thì cho Mọt một like và để lại ý kiến trong phần bình luận cho Mọt và mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. I love you Trịch Trịch. Bye bye. Đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại bình luận để ủng hộ chúng tớ nhé các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều.